con này đánh đèn lên lẹ lắm. Con này mà để cái đèn này chắc nửa tháng một tháng là lên hơi bị lẹ, viền mỏng luôn. Đèn này bữa giờ hot luôn. Càng dài đúng con. Có rất là nhiều anh em hỏi em á, là bây giờ anh chơi con huyết lúc nhỏ anh chơi phong đen, lớn lớn lên á, anh chuyển con phong trắng được không, rồi ví dụ như sau này anh thích chuyển phong đen nữa anh chuyển được không? Thì thật sự á, cá của mọi người mà mọi người chúng ta muốn chuyển 10 lần cũng được, chứ nói chi mà 2-3 lần. Cái đó là nói chơi nha mọi người. Chứ thật ra nó, nếu con cá mà chúng ta đã xác định chúng ta chơi thì chúng ta không nên chuyển hồ. Nếu trừ trường hợp mà bất đắc dĩ quá mình phải chuyển hồ, mình phải đổi hồ, đó là mình phải chuyển thôi. Còn nếu như mà bình thường con cá nó đang yên, đang lành, đang phát triển tốt thì chúng ta không nên chuyển nha. Không nên thay đổi liên tục cái môi trường nó, như vậy thì con cá mình nó sẽ rất là dễ bị stress nè, rất là dễ bị tụt màu nè. Rồi đôi khi là nó sẽ bỏ ăn thời gian rất là dài. Đối với đặc biệt những con cá lớn khi mà chuyển hồ á, đôi khi là nó sẽ bỏ ăn nửa tháng, một tháng, hay là có con cá 2 tháng nó mới ăn lại. Cho nên là nếu mà anh em mình xác định mình chơi con cá thì mình nên tìm hiểu trước là con cá của mình nuôi phong trắng nó sẽ phát triển theo hướng nào, mình nuôi phong đen nó sẽ phát triển theo hướng nào, rồi mình chơi theo cái hướng đó. Chứ chúng ta không nên thay đổi liên tục như vậy thì nó không có tốt ha mọi người ha. Phong trắng hay phong đen là tùy theo cái sở thích của mình, chứ không phải là tùy theo cái con cá nha. Có rất là nhiều anh em hỏi là con cá của anh là nuôi phong trắng được hay không, rồi con cá của anh nuôi phong đen được hay không. Thì cái này là do mình đó, chứ không phải là do con cá mọi người nha. Thật ra cũng có, em thấy cũng có nhiều anh em chia sẻ là con cá nào chơi được phong trắng và con cá nào chỉ chơi được phong đen. Thì thật sự là nó không có một cái gì đó rõ ràng ở cái câu chuyện này. Có thể có nhiều anh em nói là con cá nào nó đã leo lưng sẵn hay là nó sáng vẫy sẵn thì nuôi phong trắng nó mới được. Cái này không chính xác nha. Thật ra con cá đó nếu trước đó nó được nuôi phong trắng rồi thì cái vảy nó sẽ sáng lên và mình kiểu nó lại leo về sớm, leo vảy sớm hơn. Ví dụ như mình mua nhầm cái con cá mà ở bên Indo họ đang nuôi phong trắng sẵn rồi, trước đó họ đang nuôi phong trắng, hoặc là cái cửa hàng đó nuôi phong trắng rồi thì con cá nó đã lột vảy sẵn, thì mình thấy cái con này chắc có tố chất nó phong trắng hay sao đó thì nó mới lột như vậy. Không phải nè, tất cả những con cá, ngay cả ngân long, hai bách hay là bối hay là cái gì đi nữa, kim long úc hay là thanh long, chúng ta nuôi phong trắng nó cũng lột mọi người nha. Ngân long thường hay ngân long albino cũng vậy luôn, nuôi phong trắng nó sẽ lột cái lưng nó. Còn nếu mà nuôi phong đen thì con nào lưng nó cũng đen hết á, chứ không có nói là cái gen hay cái gì hết nha. Bản chất con cá đẻ ra thì nó đa số là giống nhau, còn cái phong gì là do mình thích mà mình chủ động mình chơi thôi. Tuy nhiên có cái trường hợp như thế này, tức là anh em chúng ta đang nuôi con cá huyết long đi, chúng ta đang nuôi phong đen, con cá nó đang lên màu đậm, con cá nó đang lên màu đậm mà khi mà mình chuyển qua phong trắng á, thì mình thấy là con cá này chắc là nó không hợp phong trắng hay sao đó, nó tụt màu. Nhưng mà bản chất á, con cá huyết long nào cũng như vậy hết. Ví dụ anh em chúng ta đang nuôi nó đang đỏ nha, nó đang đỏ lè luôn, nó ở phong đen nó đang đỏ rất là đậm, mình đem mình bóc nó qua phong trắng thì trong thời gian đầu từ 5 ngày đổ lại thôi, 5-7 ngày đổ lại thì nó sẽ tụt. Lý do là sao? Không phải là con cá mình không chất lượng hay là nó không phù hợp với phong trắng, mà là do thích nghi môi trường. Bản năng, bản chất của nó, khi chúng ta chuyển từ phong đen qua phong trắng thì con cá nó cũng sẽ thích nghi môi trường và nó sẽ nhạt màu đi đó. Chứ không thể nào mà nó vẫn đậm như phong đen được, tại vì bản chất nó thích nghi mà. Nuôi phong đen nó sẽ đậm màu, nuôi phong trắng nó sẽ nhạt màu hơn. Nhưng mà không phải nó nhạt màu là nhạt màu luôn đó. Chúng ta có thể chuyển qua phong trắng rồi nó sẽ nhạt màu thời gian, rồi mình đánh đèn lại, mình chăm sóc nó, sung cá lại thì nó sẽ phát triển lại cái màu nó đậm lên và nó sẽ đỏ tươi, đỏ đậm và đỏ tươi nha. Còn nếu như mà có những anh em chúng ta đang chơi phong trắng rồi, con cá của mình nó lột cái lồng vảy sạch rồi, rất là sáng rồi đó, mình thấy người ta chơi phong đen mình cũng thích, mình chuyển qua phong đen coi như thế nào, thì trong thời gian đầu bỏ qua phong đen thì cái vảy nó vẫn còn lột, cái lồng vảy nó vẫn lột màu sáng sáng lên. Rồi một thời gian thì tầm một tuần sau thì con cá mình thấy, cảm thấy là nó sẽ đậm hơn một tí so với ở phong trắng nha. Nhưng mà đó là cái bình thường, đa số những cá nó sẽ như vậy. Còn có một số trường hợp là khi nó sống ở phong trắng nó quen rồi, khi chuyển ở phong đen nó sẽ bị không quen cái môi trường đó và nó sẽ nhạt màu, có trường hợp đó luôn nha.
tức là kiểu nó bị chết á. Mà khi con cá chết thì nó sẽ bị xuống màu, nó rúm đuôi, nó không sung đó. Rồi một cái thời gian dài tiếp theo thì cái lưng nó sẽ bị đen lại, tức là như con cá này, là con cá này bản chất hồi trước á là nó được nuôi phun trắng nha cả nhà. Đó thì cái lưng của nó đó, lúc trước là nó đã lột, nó lột cái phần lưng này nè, phần vảy lưng nó đã lột sạch rồi đó. Nhưng mà con cá này em ta để phong đen hơn một tháng rồi, khoảng 2 tháng rồi đó, thì bắt đầu cái lưng nó sẽ sậm màu lại và nó có xu thế quay về trạng thái ban đầu là nó ngã cái màu xanh xanh đó. Mọi người thấy không, cái lưng nó có cái màu xanh và cái lưng, cái viền vảy trên đó nó sẽ tụt bớt đi. Đó là cái chuyển biến khi mà chúng ta thay đổi phong ở một con cá. Và chúng ta khi chúng ta chuyển, chúng ta phải chuẩn bị tâm lý là con cá nó sẽ phát triển theo cái hướng đó, rồi mình thích thì mình sẽ chuyển nó. Và chúng ta phải hiểu được con cá mình nó sẽ như vậy, tránh trường hợp là chúng ta thấy ô không ổn rồi, không ổn rồi, chúng ta lại vài ngày sau chúng ta thấy nó không ổn, nhưng mà lại chuyển lại cái chỗ ban đầu, xong rồi thấy kỳ quá sao giờ nó càng ngày càng tụt, rồi chuyển lại bên đây lại nghe người này kêu, nghe người nọ suối cái là chuyển qua chuyển lại. Rồi xong lúc đó vừa chuyển hồ xong rồi bắt đầu đổi đèn, tăng đèn lên các thứ, rồi quấn đèn cao áp vô, mạnh vô, cuối cùng hư cá luôn. Cho nên là cái tốt nhất là mình phải trang bị cho mình cái thông tin, cái kiến thức trước về cái đặc tính của con cá mình nó sẽ như thế nào. Có nhiều con cá đó đúng như có trường hợp là có nhiều con cá nó thích ở trong cái môi trường đen, nó đã quen rồi, nó quen rồi, nó rất là sung luôn, nhưng mà khi chuyển không trắng nó không quen được đó, nó thời gian thích nghi nó lâu. Có nhiều con cá đó cái thời gian thích nghi của nó sẽ nhanh nha cả nhà. Có nhiều con nó sẽ thích nghi rất là lâu, cho nên là tùy theo con cá mà tùy theo cái biểu hiện của con cá mà chúng ta sẽ có một cái phương án, có một cái cách xử lý cho nó phù hợp để con cá mình nó phát triển được ok và hạn chế bị chết nha mọi người. Thật ra anh em chúng ta thấy đó là mình quan tâm tới vấn đề là đèn đốt đồ nhiều, nhưng thật ra theo em đó, thì em lại quan tâm tới cái gọi là cái thể trạng, cái tâm lý con cá nhiều hơn. Nó đúng là tâm lý con cá nhiều hơn, tại vì con cá nó sung thì mọi thứ khác nó sẽ tốt lên. Giống như một con người chúng ta đi, khi chúng ta có sức khỏe thì chúng ta thấy cái gì mình cũng có thể làm được, nhưng mà khi chúng ta không có sức khỏe thì cái gì mình cũng không làm không nổi luôn. Thì con cá em chăm cá thì cũng theo cái hướng như vậy, tức là em muốn giữ cái môi trường cho nó ổn định, nằm trong cái ngưỡng cho phép thì con cá nó sẽ phát triển tốt thôi. Ngay cả dùng những cái đèn rất đơn giản với những con cá rất bình thường, chăm một con cá không cần cầu kỳ nhưng mà nó vẫn phát triển tốt, cá lúc nào cũng sung là ok đó. Bây giờ con cá mọi người chúng ta có đỏ kiểu gì đi nữa mà chúng ta chăm nó rúm đuôi, nó nhát thì nhìn nó cũng không có đã nha cả nhà ha. Đúng khi mà mọi người chúng ta thấy á, có nhiều anh em á, tại sao mà anh đó anh nuôi con cá mới có nửa tháng một tháng mà sao màu lên lẹ quá vậy. Rồi có nhiều người nuôi con cá đánh đèn 3 tháng 6 tháng luôn mà càng đánh nó càng xấu, càng đánh nó càng chết và màu nó không lên. Tại sao? Đó là do mình nuôi nó chưa có đúng cái môi trường mà nó muốn cả nhà ha. Mình chăm nó chưa có đúng cái môi trường ok, cho nên là con cá nó sẽ phát triển không theo ý mình. Có nhiều con cá nó còn đòi hỏi cái kỹ thuật chăm là phải con này là phải đèn nhẹ, con kia là phải đèn nặng, cái đó thì đi sâu vào chút xíu. Còn đây mình đang nói về cái môi trường và cái diễn biến, cái cảm giác của con cá khi mà mình đổi cái môi trường, đổi đèn, đổi gì đó thì nó sẽ phản ứng như nào, và chúng ta chỉ cần để ý là chúng ta sẽ biết được thôi. Thật ra chơi cá nó không khó mà mình đang làm khó con cá. Mình đổi cái môi trường liên tục mùng rắc nó phải thích nghi, cái đó là mình làm khó con cá chứ không phải con cá nó đang làm khó mình. Thật ra chơi cá nó rất là đơn giản luôn. Mọi người thấy à, giống như con cá mà ở trên sân thượng em nuôi á để làm clip á, con cá đó em đâu có làm gì đâu, nói chung là bỏ bê nó rất là, nhưng mà nó vẫn sung. Tại vì á, thật ra bỏ bê nhưng mà nó vẫn nằm trong một cái cơ bản là em không có thể nào mà làm những cái việc mà nó quá tầm bậy đi. Cho nên là con cá nó vẫn phát triển tốt, lúc nào cũng căng xè, dù chăm sóc rất là ít nè, cho ăn nó cũng thất thường nè, đôi khi không bằng người ta nữa. Đèn đốt có khi bữa giờ em bỏ mấy ngày chưa, em mới chợ đèn mới về em đánh cho nó, và mới đánh đèn hôm trước nữa, rồi không thay nước luôn, rồi mưa á tràn hồ luôn, mấy bữa mưa lớn mấy bữa trước lại hồ tràn luôn, nguyên đêm ngày hôm sau mới lên thì nước tràn ra, nhưng con cá vẫn sung, vẫn căng. Phi phụng cũng vậy, rất là căng, pH vẫn chuẩn. Lý do là trên đó là em đã có cái hệ thống lọc, nó vi sinh nó đã ổn định rồi, cộng thêm cái san hô để bù lại cái pH tụt theo thời gian của những cái bậc lọc khác thì nó cân bằng và nó sống tốt như vậy. Dù em không thay nước luôn nó vẫn ok, không thay nước trong một thời gian là tầm 10-15 ngày thôi nha, chứ không phải là không thay nước suốt cả vài tháng đâu nha. Cho nên á, là chia sẻ một chúng ta về cách chăm cá. Thứ nhất là mình chăm cá, tức là mình đang làm cho con cá nó làm sao mình hiểu được mình làm cho con cá nó ok, nó thoải mái là nó sẽ phát triển tốt rồi. Và mình thấy từ khi con cá nó tốt thì cái việc chăm cá nó cực kỳ là nhàn nhã luôn, nó không có gì mà phải khó khăn, trừ khi mà mình làm
sai cái những cái mà nó gọi là chân lý, nó là cái khoa học á, mà mình không hiểu được cái tập tính của con cá mình thì mình thấy cái gì cũng khó. Mình làm gì cũng thấy con cá mình nó không sung, làm gì con cá mình nó không đẹp, làm hồi tầm bậy bạ xong thời gian nó hư lỗ này lỗ kia tầm lum la, rồi chết rồi nắm rồi tầm lum la hết. Lúc đó mình thấy cái gì cũng khó hết trơn. Lý do là mọi người chúng ta chưa được trang bị cho mình một cái thông tin đúng về chăm sóc cá, hoặc là chúng ta đã nghe một cái thông tin nào đó nhưng mà cái thông tin đó người ta chia sẻ không có đúng, dẫn đến mọi người chúng ta bị hoang mang và chúng ta chơi cá cảm giác nó khó khăn. Thật ra là chơi cá quá đơn giản luôn cả nhà. Anh em là chúng ta chưa rành, chúng ta có thể vào kênh em để xem, để tham khảo những cái gì mà em chia sẻ, nó rất đơn giản luôn, bình dân học vụ, ai cũng có thể nghe và hiểu được. Ok mọi người nha.